ID này, email này, xong rồi run. Đúng con ba cột này không? Xong chưa? Có ra không? Có ra không? Rồi. Đấy là cách chúng ta sẽ lấy ra, chuyển cái câu select select này của chúng ta thì chuyển sang dạng là lấy ra các cái cột cần thiết thôi chứ không lấy hết. Cái việc này nó sẽ giúp chúng ta tăng cái tốc độ truy vấn lên, tức là cái performance tăng lên rất là nhiều so với cái việc là lấy sao kia. Được chưa? Tiếp theo nữa là tôi giới thiệu chúng ta một cái thứ người ta gọi là alias. Cái từ alias viết như này này, alias giống như kiểu là cái biệt danh ấy, giống như biệt danh của chúng ta. Trong trường hợp mà chúng ta ví dụ như kiểu là thằng Tùng kia, tôi gọi nó là thằng Tùng núi chẳng hạn, đúng không? Thì từ sau tôi chỉ gọi là núi ơi là được, là nó tự biết là nó hiển thị ra ngoài, đúng không? Thế vậy thì tôi sẽ đặt biệt danh cho cái thằng ID này là user ID chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt là s user ID. Được chưa? Chúng ta run sẽ nó ra gì? Chúng ta nhìn thấy cái tên cột không? Thấy tên cột không? Nó chuyển thành cái alias này. Được chưa? Chuyển một tên cột trở thành alias bằng cách là viết thực hiện lệnh s cách tên mới, cái tên khác của chúng ta. Bằng cách này chúng ta sẽ giấu được cái tên cột chính thức của cái cột này ở trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Name này tôi chuyển thành username thì viết như nào? S username. Thế thôi. Thế xong. Hả? Alias. Tôi chẳng biết thiệt tiếng Việt nữa. Ngày xưa tôi không được dịch, không được học tiếng Việt. Phần này làm gì được học tiếng Việt, làm gì có tài liệu tiếng Việt đâu mà học. Như kiểu biệt danh. Không phải là truy vấn luôn ý. Ừ, như kiểu gắn tên ý. Chẳng biết gọi là gì. Chẳng có cái từ nào mô tả chính xác được. Ừ. Maybe. Được chưa? Thế vậy thì alias cho bảng có được không? Câu trả lời là được. Trong trường hợp nếu mà chúng ta muốn lấy dữ liệu ra từ nhiều bảng khác nhau á, được chưa? Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là đỡ phải viết đi. Ví dụ như ở đây, tôi có hoàn toàn thể viết là user.id, kết quả nó vẫn như vậy. Các bạn thấy không? Kết quả vẫn như vậy. Nhưng mà nếu mà sau này tên bảng của tôi nó dài quá, tôi không muốn viết cái tên bảng dài. Thế vậy tôi hoàn toàn có thể đặt alias cho cái user này bằng cách cách ra một cái từ nào đấy tôi coi là alias của cái bảng này, thì tôi sẽ lấy là u.id, đúng không? Hoặc là u.name hoặc u.email. Kết quả vẫn như nhau. Được chưa? Trong trường hợp nếu chúng ta không có cái u này mà chúng ta vẫn cứ cố tình gọi u chấm thì tèo luôn. Đúng chưa? Cái u này nó chính là cái nặc danh, cái định danh của cái bảng user này. Sau này cái này nó có rất có lợi khi chúng ta làm cái việc là join, tức là chúng ta lấy dữ liệu từ nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu ra. Có thể là join một bảng với hai bảng với nhau, hoặc là năm bảng với nhau, 10 bảng với nhau là chuyện bình thường. Đó. Để xem cái DB cái YouTube hôm trước tôi đã up cái video của lớp B1 lên chưa? Đang mải xem SKT. Hai hai qua là 23 đúng không? Phải up lên.
Chờ tôi up cái video của lớp kia lên. Đây ạ. Rồi. Xong. Đấy nhỉ? Đấy là cái vấn đề về lấy dữ liệu và alias, lấy dữ liệu một cách cơ sở cơ bản và alias của bảng cũng như của cột. Được chưa? Mà cái cột này này các bạn lưu ý, cái cột này, cái tên cột này, các cái tên cột mà chúng ta đang gọi với nhau là cột đấy. Tiếng Anh nó không phải là tên là cột đâu nhá. Nó cũng không phải gọi là column đâu nhá. Được chưa? Để từ sau nếu có điều kiện mà được tiếp xúc với những cái người làm việc chuyên nghiệp ấy thì họ nói những cái từ mà chúng ta có khả năng chúng ta không hiểu đâu. Thì từ đấy người ta gọi những cái cột này này, người ta gọi tên bằng attribute. Attribute là thuộc tính. Được chưa? Biết, biết và để biết thôi. Để sau người ta có nói đến thì còn hiểu. Đấy. Attribute. Hoặc là property, thuộc tính. Được chưa? Đó. Tiếp tục. Nếu mà tôi viết như này nó sẽ loài ra là thằng Hoàng Văn Minh, Hoàng Văn Sáng, Nguyễn Phan, Nguyễn Thanh, Nguyễn Phan, đúng không? Thế bây giờ tôi chỉ muốn lấy ra những cái thằng nào có cái ID lớn hơn 3. Có được không? Được không? Bằng cách chạy vòng for. Câu lệnh where tên cột, điều kiện, giá trị để so sánh. Run. Được chưa? Có ra hoặc muốn lấy ra những cái thằng mà nhỏ hơn 3 thì viết như này. Xong chưa? Thỏa mãn điều kiện. Tìm tất cả các cái bản ghi trong trong cái bảng user với điều kiện là cột ID có giá trị nhỏ hơn 3. Được chưa? Chúng ta có ở đây nó cái này gọi là phép so sánh đúng không? Vậy chúng ta sẽ có những cái phép so sánh như sau. So sánh bằng thì viết một dấu bằng thôi nhá. Đừng viết nhiều dấu bằng ăn đập đấy. Thấy chưa? Một dấu bằng thôi. Sau đó là phép so sánh gì? Lớn hơn hoặc là lớn hơn hoặc bằng. Phép so sánh nhỏ hơn hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng, tùy. Phép so sánh khác. Phép so sánh khác. Hoặc cái phép khác này chúng ta có thể viết như thế này, cũng người ta máy tính nó cũng hiểu. Hai cái này đều quy định cho phép khác. Phép in và phép not in. Phép like. Ghi chú vào, ghi chép vào đâu đấy. Chứ cứ ngồi hụt gõ rồi lại chẳng nhớ cái gì đâu. Đấy, bao lần rồi, cuối cùng lại quay đi quẩn lại vẫn thế. Ngại cầm cái bút quyển sách thế cơ à? Hả Vân Anh? Đấy, giờ mới rút ra. Hả? Tại sao đấy? Vân Anh, trả lời tôi tại sao lại ngại cầm cái bút quyển sách đấy? Cứ trả lời thật đi, tôi không phạt đâu, yên tâm. Tại sao lại ngại như vậy so với việc gõ phím? Chẳng liên quan. Có thể giật bút của thằng Tiến được mà. Hả? Tiến, tại sao không có sách vở? Nốt có nhớ được bằng viết không? Hả?
Một lần ghi nhưng nhớ đọc lại có hiểu gì không? Tại sao nãy hỏi không biết gì? Tôi đánh giá bằng thực tế chứ tôi đâu có đánh giá bằng cái những cái lời ông nói đâu. Tôi có tin đâu. Đứa nào không có bút, không có vở, tự động đi mượn. Làm cách nào làm, phải chưa? Đấy, nó có chứ không phải nó không có nha. Thế mới kinh. Từ buổi sau đi học mà tôi không nhìn thấy đứa nào có quyển vở, cái bút mà thậm chí là không ghi chép được một chữ nào sau mỗi buổi ấy, thì buổi sau không cần đi học nữa. Thế cho nó nhanh. Máy tính ghi chép cái gì? Vớ va vớ vẩn. Máy tính dùng để thực hành chứ không phải dùng để ghi chép. Nó không ra, không sinh ra để làm cái việc đấy. Xong chưa? Cái phép bằng này thì dễ rồi nhá. Ví dụ tôi ID bằng 2 này thì dễ rồi, nó chỉ tìm ra đúng cái nào bằng 2 là xong. Thấy chưa? Rồi thì lớn hơn nhỏ hơn thì chúng ta không phải tính. Khác thì dễ rồi. Lấy ra tất cả những cái ID khác ha. Còn 1/5. Đúng chưa? Hoặc là chúng ta viết như này cũng được. Thế này cũng được. Đúng chưa? Kết quả như nhau. Thế còn in là gì? In là như nào? Ví dụ chúng ta hiện tại đang có những cái ID là mấy? 125 đúng không? Để tôi thêm vào đây một vài cái nữa cho nó nhiều. Đây ví dụ như kiểu là Minh Tổ a@gmail.com 123 ví dụ thế. Tiếp theo là gì? Hoàng Vận. Cái gì? Hình nhỉ? Hình tên là gì? Nguyễn Văn Hình à? Nguyễn Xuân Hình. Hình NX a@gmail.com. Rồi Hoàng Mạnh Hùng đúng không? Hùng HM @gmail.com. Rồi, đây chúng ta có mấy bản ghi này, đôi 4, 6, 6 bản ghi. Đây, chúng ta chạy lại câu này. Thì nó chỉ lấy những thằng nào khác hai đúng không? Tiếp tục. Thế in là như nào? Trong trường hợp chúng ta muốn lấy ra một tổ hợp các cái bản ghi có ID nằm trong cái dãy là 179. Xác định trước là dãy của chúng ta là 179. Thì lấy ra như nào? Viết như này, ID bằng 1. O, làm gì có phẩy. O, ID bằng 7. Đây là phép hoặc nha. O, ID bằng 9. Liệu này có ra không? Cái phép O này là đúng nhất, nó chuyển sang màu xanh, tức là có từ khóa này. Có đúng không? Hình, thử đoán nó có đúng không? Đúng. Đúng thì đúng. Đúng thật. Thì ở đây lấy ra ID bằng 1 hoặc ID bằng 7 hoặc ID bằng 9. Cứ cái nào có cái dữ liệu này thì vứt ra. Đúng. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là viết cái này một cách ngắn hơn bằng cách là in 1 đóng mặc phẩy 7 phẩy 9. Như này, nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Run, kết quả như nhau. Được chưa? Đấy, phép in. In một tập hợp các giá trị nào đấy. Where tên cột in đóng ở hoặc tròn và tập hợp một giá trị nào, một tập hợp các giá trị nào đấy. Các giá trị sẽ được cách nhau bằng dấu phẩy. Được chưa? Thế not in thì sao? Trừ ra thì
lấy hết trừ những cái giá trị ở trong cái cặp dấu trong ngoặc tròn kia. Được chưa? 258. Xong chưa? Xong chưa? Đấy, những cái phép so sánh của chúng ta. Còn phép cuối cùng là phép like đúng không? Thích cái gì ở đây? Hà Tiên, ông thích cái gì ở đây? Ai bảo like là thích? Chết mất thổ. Đây, like nhá. Được chưa? Ví dụ tôi tìm những cái thằng mà có tên là Phan Nguyễn Thanh hoặc Nguyễn Xuân Hinh chẳng hạn, đúng không? Tôi biết ở đây là Nguyễn Xuân Hinh chấm phẩy nha. Được chưa? Các bạn sẽ thấy nó ra duy nhất của đây là ID, xin lỗi, name. Đúng không? Ra cái thằng này không khác cái phép name bằng. Kết quả như nhau đúng không? Thế vậy thằng like này có gì lợi hại hơn mà nó lại lòi ở đây? Như sau. Tôi đầu tiên là tôi sẽ tạm thời comment cái mới này vào. Rồi bây giờ chúng ta có bằng ngày tháng. Tôi sẽ tìm ra tất cả những cái thằng sinh viên, thằng user của tôi có trong tên có vần in. Tất cả user trong tên có vần in. Ví dụ như Minh này, Hinh này, đây là có ba thằng ấy nhá, thằng này và thằng này đúng không? Còn thằng nào nữa không? Đây Minh Tổ đây có in đấy. Thì là ba thằng 1, 2, 3 này. Đúng không? Tôi tìm ra ba thằng trong tên có vần in. Thì sẽ như sau này. When name like. Đây có phải chữ in không? Như này chắc chắn là không ra rồi. Bởi vì name không có thằng nào là chỉ có mỗi in không. Đúng không? Cho thêm thôi. Và vào đây. Đúng ba thằng không? Tí nữa giải thích cái ý nghĩa của và. À cái phần trăm kia. Xong chưa? Được chưa? Đó. Bây giờ giải thích này. Nếu mà tôi xóa này đi, tức là chỉ còn vào một bên, phần trăm một bên thôi đúng không? Đúng không? Các bạn thử, tôi excuse xem kết quả như nào để các bạn đoán thử nhé. Là như nào? Ra đây, ra hai bản ghi đây, như đây. Như này là như nào? Hai thằng này có điểm gì chung? Đúng rồi, in ở cuối. Thấy á? In ở cuối. Thế vậy nghĩa là sao? Cái phần trăm ấy, nó là ở phía bên đấy. Nó còn chấp hết tất cả các thể loại ký tự khác. Miễn làm sao mình kết thúc bằng cái in này cho thằng. Hiểu chưa? Được chưa? Còn phần trăm bên tay phải sao? Là chấp hết bên tay phải có ký tự gì tao không quan tâm, miễn là ở bên tay trái. Nếu tôi viết thế này này thì sao? Gọi cái này gọi là cái gì? Tận cùng bên tay trái thì gọi là cái gì? Thằng nào bảo vô cùng tận một đoạn text tận cùng bên tay trái thì gọi là cái gì? Bắt đầu vào.
Hiểu chưa? Bắt đầu bằng in. Đúng chưa? Bắt đầu bằng in thì hiển thị giá. Được chưa? Đó, đấy là 2%. Còn phần trăm tôi không quan tâm đằng trước hay đằng sau ông có cái gì, miễn là trong text của ông có tồn tại ký tự trong cặp dấu ngoặc, ở trong cái cặp dấu và của tôi ấy, thì tôi lấy ra hết. Không biết là bắt đầu hay kết thúc. Được chưa? Xong chưa? Đấy là cái thằng like. Biết thằng like này dùng để làm gì không? Một ứng dụng cực kỳ là ngày nào các bạn cũng nhìn thấy mà các bạn không để ý. Chuẩn. Chính là nó. Tất cả các trang web đều có cái việc đấy. Ví dụ tìm kiếm đây này. YouTube cũng có này. Rồi thì Google cũng có này. Google đâu rồi? À, tôi không vào Google bao giờ. Tôi toàn search thẳng ở trên này thôi. Ví dụ như Hoàng Mạnh Hùng đúng không? Tôi toàn search luôn trên này thôi. Chắc gì đúng không? Chắc là thằng nào đấy bị gay. Đừng bảo ra thật kinh quá. Đây à? Đây à? Chép. Ờ đúng thật đấy. Ảo loi. Ở đây kinh nhỉ. Được chưa? Nó chỉ gần ra, gần dấu là được. Và ở trong MySQL ấy, các bạn có dấu hay không có dấu nó ra hết. Ví dụ nhá, đây là Hoàng Văn Mình. Đúng chưa? Đâu rồi? À, nó đổi tên rồi. Đây đúng Hoàng Văn Mình không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ reload. In nhá. Thấy không? Không quan tâm dấu. Được chưa? Tất nhiên trong phép where này của chúng ta cũng có and và cũng có or. Ví dụ tôi lấy ra thằng, ví dụ ở thằng này tôi đổi nó thành hotmail.com đi. Hotmail, thằng này cũng là hotmail. Hotmail của bọn nào biết không? Biết không? Không biết á? Của Microsoft chứ còn của bọn nào. Rồi bây giờ tôi lấy ra tất cả những cái thằng tên chứa chữ in và có email thuộc về Gmail thì and email like gì %% a cộng Gmail này là được đúng không? Run chắc chắn chỉ có một thằng thôi, and nó phải thỏa mãn hai điều kiện mà, còn or là chỉ thỏa mãn một trong hai điều kiện là được. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp tục tôi sẽ gửi cho các bạn một cái file SQL, sau đó các bạn sẽ giúp tôi thực hiện các cái phép tính, các cái phép lấy dữ liệu ra. Facebook. Buồn ngủ quá. Cái gì này? Ông Linh. Ông nào cạo trọc? Định có trọc đâu? Chém.
Vào chung kết bố rồi còn đâu. Cạo chọc thì có gì khó, tôi cạo suốt. Tải file này về XQ vào, tạo DB not win ra, xong XQ vào trong. Cái gì? Skill nha. Cái gì em thầy? Làm gì đấy? À, thành à. Thành đấy là 30 cái đúng không? Bây giờ lên 50 cái. 20 cũng lên 50 và 30 cũng lên 50. Thế lâu vãi rồi còn gì nữa. Chạy vào được chưa? Đấy, cơ sở dữ liệu sau này nó sẽ nhiều như thế. Đây là cơ sở dữ liệu ít đấy chứ. Trời ơi. Chết mất. Vất vả quá. Mỗi cái hành động nhỏ nhỏ không làm. Xong chưa bọn mình kia xong chưa? Thằng Tùng chỉ cho thằng Đạt đi xem nào. Thằng Hữu sang chỉ cho thằng Hùng đi nào. Hùng làm chưa? Thế mày chỉ cho Vân Anh đi. Tại sao? Sao không tải được? Cái gì? Ai bảo thế? Tôi dùng được, cô mất tôi cái gì? Cô đã tải chưa mà kêu? Tại sao không mở được? Chuột phải vào run net admin. Không chưa? Nó có mấy link, mấy nghìn câu lệnh nữa mà. Trong file SPL nó có mấy nghìn câu lệnh nữa mà ăn thua quái. Xong chưa? Lắm có gì mà lắm, bằng đấy có gì mà lắm. Hả? Xong chưa? Còn đứa nào chưa được? Còn ai chưa được nữa không? Xong chưa?
Làm sao? Thằng Sinh làm sao? Chạy xong rồi nó báo sẵn ship rồi đấy, chuẩn là cái nó đúc cái bộ cả trong 2% kia defense quê mà quê một tí việc làm mãi xong còn thế nào nữa không, hết chưa? Rồi bây giờ sẽ làm như sau. Mở cái login ra. Mở cái table product ra. Thấy chưa? Tìm cho tôi các cái sản phẩm có category bằng 7. Category bằng 7. Đọc cái cột nào nó liên quan đến category thì vứt ra ô hay. Đâu
Đến cổ chứ.
tiền mình nhiều rồi mình đi học thì nó lại tăng. Nhiều tiền rồi thì học nhà luôn rồi, cũng cho nhanh. Sai rồi là nhiều cột nào tên là cột tabu đi. Mở tên mở bảng xem là cột tên chính xác là gì. Mở bảng ra. Đấy, cái cột nào tên liên quan đến chữ category. Cột. Xem trong những cột cột đấy, cái nào là cột. Đấy, đúng rồi. Nó biết đi nào thì biết, sao mình biết như thế. Đặt xuống, đặt ngay. Đấy, bằng mấy. Đúng chưa? Facebook. Sao này, hôm trước người nói nào? Còn hôm trước thì lâu lắm rồi. Thế á? Nếu hôm nay có thể nghỉ bây giờ nhá. Ê, xuống chống đẩy có 50 cái cho tôi. Không nói nhiều, phải chưa? Để cuối giờ mình sống cùng thêm 50 cái nữa. 50 cái này là 50 cái của vào Facebook. 50 cái cuối giờ là 50 cái gọi là phạt bài tập. Nhanh lên, phải chưa? Cứ đến không? Cáo. To này, 100 cái. Một, để không em đi đến. Để ta đúng không? Một. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tiếp 32, 33, 34, nghỉ một lần thêm 5 cái, 35, nhanh, 36, 35 cái cho nghỉ, muốn nghỉ bao lâu? Tối đa là 5 phút. Đứng đây chuẩn bị chống tiếp. Bạn bè tôi thế một thở rồi. Hãy hiểu tôi đây, SQL select chưa? Lấy ra với điều kiện như thế nào đấy, hoặc O hoặc là N. Được chưa? Tiếp theo tôi giới thiệu là trong cái câu lệnh SQL của chúng ta có thể thực hiện các tính như bình thường. Ví dụ như sau. Tôi sẽ lấy ra câu lệnh SQL là select giống như các bạn. Select sao from cái gì ấy? Product đúng không? Đây, product. Ví dụ tôi lấy hết ra như này thì nó sẽ ra tổng là 70 cái sản phẩm. Các bạn có thể đếm. Bởi vì tôi chưa có cái que cho nên sẽ lấy ra hết đúng không? Bây giờ ở trong cái mớ sản phẩm này các bạn nhìn thấy này, là nó có cái cột là unit price and unit in stock. Unit in stock, unit là đơn vị. Được chưa? In stock là còn trong kho hàng. Được chưa? Thì tôi muốn tính xem là các cái sản phẩm, tổng giá trị của các sản phẩm này còn trong kho hàng, trong kho hàng là bao nhiêu tiền. Được chưa? Thế vậy tôi tính kiểu gì? Tôi sẽ lấy unit price nhân với tổng số unit in stock đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái câu lệnh như sau. Ví dụ select product ID đúng không? Phải
product name. Được chưa? Và bây giờ tôi muốn tính xem là các cái sản phẩm này, à quên nhầm, tôi lấy thêm ra cái unit price. Unit price và unit in stock. Đấy. Bây giờ tôi muốn tính ra xem là các cái sản phẩm này có tổng số tiền tồn kho là bao nhiêu tiền. Thì chúng ta sẽ lấy là unit price nhân với gì? Unit in stock như này đúng không? Và chúng ta run. Nó sẽ ra tổng số tiền. Đúng không? 10 nhân với 13 ra 130 này. Đúng không? Được chưa? Nhưng mà các bạn nhìn thấy tên cột này. Đó là unit price sao unit in stock đúng không? Bây giờ tôi muốn đổi tên cột này thành một cái tên cột khác thì làm nào? Đúng rồi. S total money. Ví dụ thế. Được chưa? Ừ, tôi biết rồi. Mới có 3 phút thôi. Tùng này trông thế khốn nạn. Chúng ta có cái câu lệnh thêm như sau. Các bạn nhìn thấy bây giờ hiện tại này, các cái sản phẩm nó đang sắp xếp theo cái gì các bạn biết không? Theo thứ tự nào? Cái gì nhỏ? ID nhỏ đúng không? Bây giờ tôi sẽ sắp xếp theo thứ tự là số tiền này từ lớn cho đến nhỏ. Đấy không? Tức là số tiền còn tồn lại trong kho nhiều nhất cho đến nhỏ nhất. Được chưa? Thì trong câu lệnh select chúng ta sẽ thêm một lệnh nữa là order by. Ví dụ ở đây là unit in stock. Vứt cái này xuống. Và chúng ta run. Chúng ta thấy thì từ 0 này cho đến lớn nhất là 4.479 đô. Đúng không? Như đây là sắp xếp theo hướng gì? Tăng dần của chúng nó. Khi mà các bạn order by thì các bạn nhìn này, ID có quan trọng không? Không quan trọng nữa. Nhưng mà đây là sắp xếp kiểu tăng dần. Chúng ta muốn sắp xếp tăng dần ấy, tăng dần thì chúng ta order by tên cột hoặc là phép toán tính ra cái giá trị tăng đấy. Sau đó chúng ta thêm ASC vào. ASC là tăng dần. Được chưa? Còn giảm dần thì là DESC. Các bạn nhìn cái số 4.479 lên đầu tiên đúng không? Được chưa? Đây là sắp xếp theo một tiêu chí nào đấy. Ví dụ như tôi muốn sắp xếp theo tiêu chí là unit in stock, tức là số sản phẩm còn tồn kho nhiều nhất, thì tôi sẽ thực hiện bằng cái order by cái gì? Order by gì? Unit in stock DSC. Đây nó ra tôi cái danh sách cái số unit in stock lớn nhất cho đến nhỏ nhất. Được chưa? Xong chưa? Hả? Giảm là DSC, còn tăng là ASC. Rồi Thành, tiếp tục. 20 cái. Khỏe chưa? Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rồi. Cố gắng nghe, cố thở đi, tí còn 50 cái nữa. Được chưa? Cái order by này nó sắp xếp theo cái thứ tự mà chúng ta quy định.
Ngoài ra, cái order by chúng ta có thể sắp xếp theo nhiều tiêu chí. Ví dụ các bạn nhìn đây này, là unit in stock của hai sản phẩm này nó bằng nhau đúng không? Đều là 112. Chuẩn chưa? Nhưng mà tôi muốn hai thằng này sắp xếp thì nó bằng nhau, nhưng mà phải có một cái quy luật nào đấy cho chúng nó, một thằng trước một thằng sau, chứ không phải sắp xếp kiểu như thế này được. Kiểu như này các bạn sẽ nhìn thấy nó là cái gì? Cái gì trước cái gì sau, các bạn biết không? Hả? Giá tiền à? Đúng. Thấy không? Mà thậm chí là chúng ta không hình dung ra được là cái gì trước cái gì sau. Được chưa? Thế vậy thì sao? Tôi muốn sắp xếp theo tiêu chí thứ hai. Nếu mà trong trường hợp cái cột này có giá trị bằng nhau rồi thì nó sẽ dựa vào cái cột thứ hai, cái tiêu chí thứ hai của tôi để sắp xếp thêm. Yeah. Thì tiêu chí thứ hai của chúng ta sẽ bắt đầu bằng dấu phẩy, cách product name chẳng hạn. IGHI đúng không? Ở product name ASC. Đúng không? Theo thứ tự tên tăng dần. Đây là cái yếu tố thứ hai sẽ tác động đến những việc sắp xếp. Phải tên cột ASC hoặc DSC. Run. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái cũng là 112 này, nhưng mà thằng cái gì sản phẩm G bắt đầu bằng chữ G nó sẽ xuất hiện trước cái sản phẩm bắt đầu bằng chữ Y. Đúng chưa? Đó là cái cách sắp xếp chúng ta với cái câu lệnh order by. Xong chưa? Tiếp vào đó là chúng ta có một cái câu lệnh đó là limit. Được chưa nhỉ? Xong cái order by chưa? Tiếp theo là đến cái limit, các bạn xem này. Limit 10. Chúng ta nhìn đến đây có đúng đủ 10 không? Bởi vì ở dưới nó đâu còn nữa đâu đúng không? Đến ra đủ 10 không? Cái limit này là gì? Giới hạn. Giới hạn. Tức là ra bao nhiêu thì ra, tôi quan tâm, nhưng tôi chỉ lấy tối đa là 10 thằng thôi. Được chưa? Đây, tôi sẽ bỏ order này đi để tôi xem ví dụ thêm cho các bạn chi tiết hơn về cái limit này. Bởi vì cái limit này nó sẽ liên quan đến cái vấn đề phân trang của các bạn sau này. Ví dụ các bạn vào một cái chỗ website nào đấy có sản phẩm đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới chân nó có ô 1, 2, 3, 4 đúng không? Thì đấy là phân trang. Chúng ta sẽ làm phân trang bằng cái SQL này. Thì bây giờ tôi sẽ comment cái này vào nhé. Để cho nó ra đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ra 10 đúng không? Được chưa? Bây giờ các bạn xem này. Được chưa? 10,2. Ủa? À, 10,10 chứ quên. Từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Rồi, 10,20. À nhầm, tôi xin lỗi, tôi viết nhầm. Đây là 20,10 chứ quên, tôi bị ngược. Thấy ha? Đây là 30. 30 đến 10 đúng không? 30,10 đúng không? Thì là từ 31 cho đến 40 đúng không? Đúng chưa? Thì cái này là cái gì? Các bạn thử đoán này, nó là cái gì? Cái đầu tiên là cái gì? Vị trí bắt đầu. Thì cái còn thứ hai? Số lượng lấy thêm. Đúng không? Thực tế ra cái limit cái giá trị đầu tiên này này, x này này, thì x nó tương đương với số bảng y được bỏ qua. Nó sẽ, ví dụ như câu lệnh của tôi thì nó sẽ bỏ qua 30 bảng y đầu tiên. Hiểu chưa? Bỏ qua 30 bảng y đầu tiên. Y tham số thứ hai đó, y là bao nhiêu? Y là cái gì? Số bảng y được lấy ra tính từ cái số bảng y được bỏ qua, tính từ y.
thì được đấy. Được chưa? Đó là phân trang dựa trên MySQL limit. Bây giờ có một bài toán như sau. Trong bảng product này, các bạn lấy ra cho tôi tổng số sản phẩm, tổng các sản phẩm, top 10 sản phẩm hoặc là top 5 sản phẩm có số hàng được bán nhiều nhất. Số sản phẩm được bán nhiều nhất. Top 5 sản phẩm có số lượng được bán nhiều nhất. Ta đưa ra câu hỏi này còn phải chỉ cho tận là mày phải lấy những cái cột này để tôi làm mẹ đi cho nhanh. Muốn làm nào làm. Xong chưa? Chưa có lâu thế.
Xong chưa? Nào, câu trả lời là gì? Đọc unit in stock này, rồi unit in order đúng không? On order, from, sao nữa? Order by, unit in order, DSC. Xong sao? Limit bằng 5. Chuẩn chưa? Đúng rồi, chính xác. Thế là xong. Xong chưa nhỉ? Đấy là các câu lệnh về select của chúng ta. Tiếp theo, SQL dừng lại tạm thời một tí. Tí thôi. Buổi sau chúng ta sẽ quay lại sẽ học tiếp các câu lệnh update và insert. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang PHP một tí, không lại quên hết PHP rồi. Thì chúng ta tạo ra project buổi hôm nay là buổi bao nhiêu nhỉ? 50 mấy? 55 à? Rồi ok. Tạo ra buổi 55. L55. Bê code vứt vào đây. Xóa hết đi. Để chống file. Rồi. Chúng ta tạo ra một cái file tên là file index.php định HTML. Giờ index.php. Code PHP trong này. Thì với PHP của chúng ta thì chúng ta sẽ tiến hành là đầu tiên là phải tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu. Được chưa? Tạo cơ sở dữ liệu của chúng ta thì chúng ta phải có các thông số như sau. Đầu tiên là host. Thì chúng ta sẽ gắn nó bằng cái giá trị là 127.0.0.1 hoặc các bạn có thể viết vào đấy là local host cũng được. Tùy. Được chưa? Tiếp theo là cái tham số là dbname bằng cái tên cơ sở dữ liệu của chúng ta đang dùng là cái gì? Pro con khỉ. Vừa mới gửi cho cái gì? Hả? Thinh gì? Not thinh. Ăn vả bây giờ ấy. Not win. Not là phương Bắc hay phương Nam? Bác. Win là gì? Gió. Rồi gió bắc. Tiếp theo cái gì? DB password, DB username bằng root. Giống như chúng ta tạo cái connection đấy. DB password. PWD
Đây chỉ là tên biến thôi nhá. Của các bạn thì để trống như này. Đấy, các bạn thì để trống như này. Còn của tôi do cái DB của tôi nó có cơ sở dữ liệu có password cho nên tôi nhập số cơ sở dữ liệu mật khẩu của cơ sở dữ liệu của tôi vào đây. Được chưa? Còn của các bạn thì thôi, của các bạn thì để trống bởi vì các bạn không có mật khẩu. Xong chưa? Bây giờ tiến hành tạo này thì chúng ta đặt try và catch. Tiện đây dạy cái catch luôn. Try catch là gì? Chúng ta sẽ có những cái câu lệnh PHP nằm trong cặp dấu cặp ngoặc của try này. Những câu nào được đưa vào try, những câu mà chúng ta nghi ngờ nó có khả năng bị lỗi thì vứt vào trong try. Được chưa? Nếu các câu lệnh này chạy mà nó không bị lỗi thì nó chạy như code PHP bình thường. Nhưng mà nếu nó bị lỗi thì nó sẽ gom những cái lỗi của chúng ta vào cái biến exception này, ex exception là ngoại lệ, được chưa? Nó sẽ gán vào trong cái biến ex này và chúng ta hiển thị cái ex này ra hoặc là viết die. Die là dừng lại đúng không? $ex trỏ đến get message như này. Xong chưa? Được chưa? Xong chưa? Tiếp theo trong try này chúng ta sẽ có một cái biến. Một cái biến tên là connect, tức là kết nối đúng không? Bằng new PDO. Các bạn chưa cần phải quan tâm đến cái này làm gì cả. Các bạn cứ gõ theo đúng như tôi là sẽ ra. Bởi vì cái này nó liên quan đến đối tượng, cho nên chúng ta chưa học đối tượng thì hiện tại chúng ta chưa hiểu được, thì chúng ta cứ làm theo tôi thôi. New PDO string, string 2 phẩy nhá, đừng string 1 phẩy. Ở đây là MySQL, tức là quyết định là kết nối đến cái loại cơ sở dữ liệu là MySQL. Với thông tin host, tức là cái máy chủ nào ấy, thì bằng $host chấm phẩy DB name bằng biến DB name. Được chưa? Sau đó là tra xét, tức là những cái ký tự được lấy ra ngoài thì sẽ được mã hóa theo kiểu dữ liệu nào, thì tôi để là UTF-8. Sau đó ra ngoài của cái string thì chúng ta sẽ đến với cái username, thì chúng ta điền cái DB username vào đây. Và cuối cùng là DB password chấm phẩy. Sau đó chúng ta tiến hành là vadam cái biến connect kia. Nếu biến connect này vadam được ra, nó ra cái object PDO thì là chúng ta kết nối thành công. Còn nếu không ra cái PDO đấy, chứng tỏ nó bị lỗi thì nó sẽ hiển thị lỗi chính xác ra cho chúng ta.
Xong chưa? Được chưa? Chạy đi. Được rồi thì phải ngồi mà test chứ ngồi mà nhìn nhau à? Localhost đúng không? Sược K31 B2 sược L55 đúng không? Chúng ta ra object PDO đúng không? Được chưa? Xong chưa? Có bạn nào bị lỗi không? Hả? Lỗi như nào, nó hiển thị gì? Dòng thứ 8. Dòng thứ bao nhiêu? Đây hả? Nó báo lỗi gì? Mở cốt quay lên ra. Cái lỗi sơ đẳng đấy mà cũng mắc được. Đây bên em đâu? Hoặc là không không có cái biến DB password này thì viết vào đây là string rỗng. Hiểu chưa? Hả? Lỗi gì à? Báo gì? Đọc được nào? Cái gì mà gọi đến phương thức? Mang đây nhỉ? Yeah, message là gì? Ai nữa? Thầy giờ hiểu? Mang lên đây. Tại sao lại có dùng cách ở đây? Thứ nhất là vậy. Cái thứ hai là cái biến host có không? Rồi not win, root, username, password. Đúng mà, sai gì không? Có lỗi gì? Là thằng này cũng thế. Thằng này cũng sai như thằng kia luôn. Có mỗi cái hay là tôi cũng biết là game messi thế sao tôi lại dạng? Tức là phổ công các bạn có thể là khả năng bị sai. Unknown database not win, ông đã tạo cơ sở dữ liệu not win chưa? Thế từ nãy giờ làm gì? Nãy giờ ngồi nhìn à? Hay là cái db này tên là gì? K31B2. Ôi giời ơi. Hả? Dạy một đằng làm một nẻo, thế sai là đúng rồi. Sửa tên thành K31B2. Xong chưa, còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Xong rồi tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Bình thường nếu mà chúng ta viết sai tên cơ sở dữ liệu ấy, ví dụ tôi thêm số 1 đây, tôi không có DB nào tên như này đúng không? Thì nó sẽ ra cái lỗi như này. Unknown là không biết, database not been 1. Đúng chưa? Chứng tỏ như này chúng ta không có cái cơ sở dữ liệu nào tên là như này. Thế là thế phải kiểm tra lại cơ sở dữ liệu xem là tên nó như nào thì copy viết vào đây. Sửa lại như này. Được chưa? Hai nữa là tôi viết sai tên username hoặc mật khẩu thì nó sẽ báo lỗi như này. Access deny for user root 1 a.localhost, tức là sai mật khẩu hoặc tài khoản. Được chưa? Đó là cái lỗi sai thứ hai. Được chưa? Còn lỗi sai thứ ba là cái lỗi sai ở đây.
nó dài đây. Thì nếu mà các bạn viết sai cái localhost hay là viết sai cái đường dẫn này này thì nó sẽ query rất là lâu, nó báo ra một cái lỗi tùm lum từ lừa. Ví dụ tôi viết vào đây là viết vào đây là localhost 123 xếp xuống chạy, nó sẽ quay rất là lâu, báo luôn PHP network get address, cái này get address info như này tương đương với cái việc là localhost của chúng ta sai, được chưa? Đó, như này thì đúng. Xong chưa? Vân Anh làm gì đây? Xong chưa? Ô, không thèm trả lời mình luôn. Chưa thì mang lên đây hỏi xong chưa bao nhiêu lần rồi vẫn cứ ngồi im im im. Cứ ngồi đấy xong cứ bảo sao học dốt học mãi không lên được. Cái gì đấy? Cái L55 là cái gì? DB à? Rồi, ok, L55 máy spell host bằng host DB name và DB name cho xem cái đám đúng không? Đó, còn đây đúng rồi, còn gì nữa không? Group user. Ui giời, bà điền luôn cả DB name vào đây là như nào bà? Hả? Cái sao bà điền cái DB name vào đây? Ừ? Cái này là cái vị trí cho cái tài khoản để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu cơ mà. Tài khoản đăng nhập là biến nào? Đây trong bốn cái biến này thì biến nào là cái tài khoản đăng nhập? Biến nào? Hả? Biến nào? Ờ đúng rồi. B cái biến này vào đây chứ. Xong chưa? Cứ ngồi im im im. Còn thế nào có tội lỗi gì nữa không thì mà nói nốt đi xem nào để giải quyết nốt. Thế thì mang lên đây. Sống cái cuộc sống thụ động như vậy mà cũng chịu được, tôi cũng chẳng hiểu công các bà nghĩ cái gì. POD là cái gì hả ạ? Chỗ nào viết cái PDO mang ra mở ra sửa lại luôn, mở tôi cầm cho ông đấy, ông sửa đi, phục vụ đến tận răng luôn. Đâu, cái nào là cái PDO? Đâu, cái nào, cái này là cái gì? Cái gì? Nhìn trên màn hình của tôi cả. Sửa đi không? Mày cứ như người giỏi ấy. Tát sang nó chạy cái gì đấy? Là game Gassi kia làm gì? Unknown database đô la cách DB name là cái gì? Mày chuẩn bị ăn đường bây giờ đấy đạt. Dùng biến như nào? Nó đang báo sai đô la cách DB name. DB name cái biến là số nào? Đâu? Đấy à? Đấy là DBPWD. Đấy à? Rồi đúng rồi. Không có DB, not win. Cái database của ông là gì? Mở ra mà xem ô.
Bây giờ tin vào đâu? Mày lại vào đấy, mày mở vào, mở cái đấy làm gì? Đây, cái DB của máy tên là như thế này. Mày viết tên, cái tên này vào trong kia là xong. Cực kỳ bực mình luôn. Xong chưa? Làm ăn thì không ra làm sao. Còn thế nào không? Hết chưa? Hết rồi, đến câu lại đến đoạn tiếp theo. Đây là cái đoạn giúp chúng ta tạo ra kết nối đến cơ sở dữ liệu. Nếu mà không kết nối được thì chết luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái biến là SQL bằng một cái câu lệnh nào đấy, ví dụ như select sound from product. Đây là câu lệnh gì? Lấy hết dữ liệu trong bảng product ra ngoài, đúng không? Được chưa? Thì chúng ta soạn sẵn cái câu lệnh này ra đây. Sau đó thì sao? Chúng ta có tạo ra một cái biến là STMT, là việc viết tắt của từ statement, bằng cái biến connect ở trên kia kìa, trỏ đến prepare. Các bạn cứ làm cho tôi là được. $SQL. Sau này có làm gì thì thay đổi cái đoạn text nằm trong này thôi. Ví dụ như muốn lựa chọn một câu SQL khác, prepare SQL. Sau đó chúng ta sẽ có cái STMT trỏ đến execute, và có một cái biến là product SC bằng cái STMT trỏ đến fetch on. Và cuối cùng chúng ta tiến hành là echo cái pre này ra và vadam cái biến là product. Thử xem nó có ra 77 lại không. Được chưa? Chép thì mỏng sai thì tôi chịu nhé.
số gì. Đúng rồi, prepare với sạc. Sau đó chạy, xếp xuống rồi chạy, nó sẽ ra như này. Ra danh sách 77 bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu. Không nhờ. Bây giờ chuyển cái dữ liệu product này sang dạng bảng. Thì chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra một cái file HTML. Trong này có một cái table bao gồm là tên ID sản phẩm product. ID product name, product price và product in stock, unit in stock. Ví dụ thế. Sau đó ở dưới nữa thì chúng ta tiến hành là sử dụng vòng lặp for each cho cái biến product SC ta đúng không? SC value. Thì tôi thay cái biến value này bằng cái biến là pro. Chúng ta sẽ bê cái TR này lên trên. Và mỗi một cột chúng ta viết giá trị tương ứng. Tôi đây tôi echo ra cái biến là biến pro ở phần tử product ID. Tiếp theo là product name. Tiếp theo đến cái gì nhỉ? Unit price. Unit price. Và cuối cùng unit in stock. Unit SC in stock. Xếp xuống và chạy ra thì nó sẽ ra cái kết quả như thế này. Được chưa? Bây giờ trong trường hợp chúng ta ok, chúng ta làm xong đi đã. Cái này thì chắc là không phải chép chứ.
Cái này copy tên cột vứt ra ngoài này thôi mà. Được chưa? Bài tập về nhà của chúng ta sẽ như sau này. Ở phía trên của cái table tôi sẽ xây dựng ra một cái form không question, tức là nó gửi lại đúng cái đường dẫn này. Và tôi sẽ tiến hành làm như này. Đây là một thẻ input type text có name bằng keyword. Tôi dùng để tìm kiếm. Và một cái button type submit. Đây là search. Đây như này. Được chưa? Ví dụ tôi tìm được tên, tôi tìm muốn tìm chữ chip chip này. Bấm search. Các bạn nhìn thấy keyword đấy không? Nhìn thấy không? Làm sao khi mà tôi bấm, tôi viết text và tôi bấm search một cái thì cái số lượng số lượng phần tử nằm trong này nó chỉ còn lại những cái sản phẩm mà tôi mong muốn mà thôi. Tức là những cái ví dụ như kiểu là trong tên ví dụ như cái từ Questo này ạ. Đúng không? Search như này, bấm search một cái thì chỉ còn những cái từ có cái tồn tại cái từ Questo này trong tên thôi. Được chưa? Đó, dữ liệu truyền đi thì bằng cái keyword này rồi. Còn các bạn làm thế nào để cho cái phần tìm kiếm này nó dễ dàng nhất có thể? Đó là chúng ta chỉ viết text vào đây, enter hoặc là search xuống phát thì là toàn bộ nội dung trong này sẽ được thay đổi dựa trên các cái dữ liệu của tôi đây. Được chưa? Đó, tìm cách làm thế cho tôi cho bài tập về nhà. Được chưa nhỉ? Vân Anh điệp danh đi. Thank you.